Như là trong team là có anh Dũng, là có một anh bác thợ xây dựng chính đấy. Ở bên này đấy, ván cốt pha phải làm bằng ván này đấy các bạn ạ. Ván này chắc. Đây phải đến 4-5 phần. Dày nhỉ. Bác hai bộ xong mình ván đấy, ván mình bác thêm một khúc tầm 3-4 mét nữa. Thế đấy. Giáo này hơi thấp. Giáo thấp. Tí nữa phải chờ ván giáo cao. Hello, chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn quay lại channel Quang Linh Vlog, cuộc sống ở châu Phi. Đấy, hôm nay lại vào quay trở lại với nhà của Tuấn. Mình thì vừa rồi mới đi Luanda có việc đâu tầm một tuần, về lại ốm thêm mấy ngày. Giờ mới đỡ mới vào bắt đầu tiếp tục công việc được các bạn. Đấy, thì hôm nay có nhờ anh Dũng. Anh Dũng là anh rể của Linh Philip. Nhưng mà anh xuống đây một thời gian rồi, xuống làm xây dựng cho anh em, làm cho Đông Bao Lù. Rồi thì những lúc nào mà rảnh ấy thì trong team anh em có việc là anh Dũng đi giúp đỡ anh em, hỗ trợ anh em. Đấy. Giống như là trong team là có anh Dũng, là có một anh bác thợ xây dựng chính đấy. Đấy thì đây anh Dũng ạ. Ừ. Đây anh làm nhầm cái nhà vệ sinh. Cái nhà vệ sinh ở đây. Chắc là làm móng từ đây khoảng tầm 1,5 m. Mét rưỡi trưa cho một cái cửa sổ nhỏ sau này. Một cái cửa sổ bé trên vâng. Này hút gió. Vâng, hút gió ở đây. Còn từ đây ra ngoài này là bếp. Đây thì mình cứ xây xong xây lên thôi. Đây, cứ xây lên. Đây là xây đây có cửa sổ. Đây trừ một ô lam trên này thôi. Còn mình trừ chính là ở bên kia kìa. Trên cao này. Vâng, trên cao anh trừ ra một ô lam dài dài đúng không? Đúng rồi. Còn đây thì xây một viên gạch, bên kia một viên gạch. Để cửa to hết. Đây là để bằng bảo hiểm hết. Để sau nấu ăn cho nó thoáng. Một viên gạch bờ lốc. Một viên gạch bờ lốc lên đây, một viên gạch bờ lốc bên kia. Vâng. Đây thì để cửa thôi. Cửa rồng này thoáng thôi. Để cửa cho nó thoáng này, đi ra đi vào. Còn mấy phòng ngủ. Thì anh trừ cho em một cửa đi chính trước và một cửa sổ. Một cửa đi, một cửa sổ. Vâng, một cửa đi, một cửa sổ. Phòng này cũng thế. Phòng này cũng một cửa đi, một cửa sổ. Ở đây thì trừ một cửa đi ở đây. Chắc phải xây một viên gạch. Xây một cái bạo. Vâng, cái bạo để sau nếu mà cái ngoài này là cái tiệm tạp hóa để bán đồ thì xây cái bạo ở đây để sau nếu mà hàn cái giá ấy thì nó đi theo cái bào này luôn. Nó khỏi vướng vào cửa. Đấy, còn cửa sổ đây thì chắc không cần 80-90 được. Vâng. Chắc cũng trừ một cái cửa sổ đây được. Trừ cửa sổ cho nó thoáng. Bé nó thoáng. Còn đây thì trừ rồi. Còn thì cao thì cứ xây đây chắc lên một ấy nữa. Chắc lên một hàng block nữa. Bởi vì là cái nền này mình còn nâng lên này. Nền này mình phải nâng lên gần hết viên gạch này. Bởi vì là đất nó thấp hơn cái đất ngoài này. Để cho nhà cao lên. Với đổ trù cho em cái. Xây một lối nữa là để em bảo mấy anh thờ ấy xây thêm một lối nữa là bắt đầu mình đổ trù. Xây nên đổ trụ, còn cái đằng trước này mình thôi thì nắm cửa quá mình đổ một cái răng chạy sang kia. Đổ răng chạy, vâng. Còn mọi cái cửa sổ là đổ lanh tô, chú ạ. Vâng, vâng. Ừ. Vâng. Thì giờ cũng có mấy được đâu, còn mỗi cái cửa sổ này. Còn đọc cái này mới cái đầu kia thôi. Vâng. Còn cái răng ấy thì mình lên mình đổ răng trên cùng nhỉ? Răng trên cùng thì đổ khóa, vòng quanh. Vâng, khóa vòng quanh với phải cắm sắt này xuống để lúc nào mình hàn mái thì mình khóa mái vào. Cho nó đỡ bay. Ở đây nói vào thế cũng gió to gió đấy. Gió giật kinh ạ. Đợt Quang Linh thì nhảy cái giật. Đợt chú làm cái nhà ấy đây. Vâng.
Đấy, đấy thôi. Cửa thì đây chắc phải làm 1 mét anh nhỉ? Ừ, cửa đi 1 mét. Cửa đi toàn bộ 1 mét. Vâng. Đấy, đấy là vào để như anh Dùng chỉ cho anh Dùng để anh biết để mai anh bắt đầu tiến hành các bạn. Đây các thứ ván thì chú vừa trở vào đây à? Ván thì vừa trở vào. Ván với đà. Với đinh. Otro material ton. Traje. Ván này chắc nhỉ. Ván loại này. Agora traje bloco, ya. Sí. Tudo aqui aumenta um via. Ya. Mais um fiel. Ở đây có dàn giáo đấy anh ạ. Có một dàn giáo không để em chở thêm một bộ dàn giáo nữa. Cứ chở thêm một bộ nữa cho. Vâng. Ở bên này đây ván cốt pha phải làm bằng ván này đấy các bạn ạ. Ván này chắc. Ván này. Đây phải đến 4-5 phần. Dày nhỉ. Ván này chắc. Cái này mình làm nó đỡ các cái vật liệu khác. Đúng rồi. Gông cùm nó đỡ hơn nhiều. Mà ván bên này những cái gỗ ấy này công nhận chắc cung thi sa cư ấy nhưng mà vâng. Cái này chắc thật. À, liễu. Ở đây thì những cái mà nó đơn giản thì mình để cho mấy anh thờ này để Angola làm. Còn đến những cái phần phức tạp là phải cần người Việt Nam các bạn ạ, phải cần anh Dùng. Chứ làm, tất nhiên người ta làm thì cũng làm được nhưng mà không được như ý, nó không được thẩm mỹ lắm. Những cái phần mà khó với hóc búa hơn thì phải là nhờ đến thờ của Việt Nam mình. Nên là đây những cái giờ đổ trù, đổ răng với lại những cái cửa sổ thì anh Dùng phải làm giúp anh em mình. Đây số các thứ này đủ đấy. Mistura meta de saco para aumentar esse via. Yeah. Yeah. Đây là giếng nước à chú? Dạ có cái giếng nước đấy anh. Pois sim, Mandela, ele vai trabalhar amanhã. Sim. Pode guardar. Guardar bem aí. Tem sítio para guardar? Sim, tem. Não roubar? Não. Yeah. Riba ainda lá tem, né? Aqui mais 20. Sim. Lá já tem 22. Yeah, 22, aqui 20 xong. Quase guardar aí. Đấy, bây giờ cho mấy anh này trộn vừa xây để cho cứng, mai mình vào là đổ luôn anh nhỉ? Đổ mấy thằng trụ sau nhỉ? Ừ, đổ mấy trụ sau chứ? Đổ 5 trụ sau đây trước. Ừ. Đấy, đổ một dàn trụ đằng sau này trước. Vâng. Nhưng đinh chú sáng em mua hết rồi. Em mua này. Đinh mua 2-3 loại đinh ạ. Đấy những cái này thì bây giờ chỉ ốp ấy. Vâng, ốp ván vào là cái này. Chống này chống thôi. Tôi cứ đổ cho nó đục hết mấy chân đục, này ra nha vậy. Đục. Sạch. Đấy xây một lối nữa là mai. Cứng lắm mày. Đổ trụ nữa là ngon lành. Đồ trụ mà nó chắc nó mới mình giữ lại cái tường này cho chắc nữa. Và đây mình làm trước dễ. Cái này là nấp, còn cái cửa này đá ở tầng nào phải hai để giữa. Vâng, để giữa đấy. Để giữa nhá. Vâng. Để giữa cái khoảng ấy này. Chắc phải để từ trên lanh tô à? Ừ, phải để trên lanh tô ngập đầu rồi. Vâng. Để à quên, trong này. Để. Trong này anh này bắt đầu từ trên lanh tô anh để ra mấy cái ô lam. Ô lam chắc một viên gạch thôi. Bé bé rồi, hút gió. Để hút gió anh để cho một phòng này hai ô lam. Để cho thoáng. Nằm để cách một hòn ra xong rồi để một cái nhỉ? Vâng. Cách một hòn vào lâu để... Không thì anh chia đều đó. Ừ, chia đều ở giữa, để một hòn ở giữa xong rồi chia đều hai hòn. Để một hòn này, ừ. Một hòn đâu này. À. Nhạc. Em. Hoặc là đây theo hàng này này. Đấy. Viên này. Viên này. Gọi là chia đều cho ba khung bằng nhau. Vâng.
cửa mới lại không cửa nó đều nhau là được hả? Vâng. Đấy để hai ô lam thì sau phòng nào cũng để. Vâng. Ừ. Cho thoáng. Ừ, đúng rồi, nó phải có thế nó mới hút vào đằng sau. Vâng. Chứ không bồi cửa với cửa sổ đâu, mặt trước nó kín lắm. Nó bí. Này nhà này lại có hiên rộng này. Vâng. Thoải mái thế này là cửa giá không hắt được vào là hiên thì sau mình hàn ra ngoài này. Ừ. Mái phải ra ngoài này. Đây mồi dày này một cái trụ sắt trụ tròn hoặc trụ vuông mình mua sắt dày ấy. Ừ, đây mình lại đổ rồi cần nó gì? Đấy, đổ móng hết rồi. Ừ, đổ móng hết rồi. Hoặc là đây rồng thì anh xây một viên block đây nữa mà đổ trụ nó gì này. Nhà. Hay là bên này. Xây thì xây bên này hơn nè. Rồi, thế xây ra một viên block bên này. Xây bên này. Xây một dải block đây lên. Ừ. Đây mình chỉ trước cho anh Dùng biết cái kiểu cái khung nhà ấy để ví dụ từ ngày mai kia là nếu mà mình bận việc chưa vào kịp với các bạn thì anh Dùng sẽ sáng sớm là anh đã vào đây rồi. Thì anh sẽ giúp mình làm để đỡ bởi vì những cái chỗ này nếu mà có cái gì mà không hiểu ấy thì gọi điện không gọi được. Ở đây đặc biệt là không có sóng điện thoại. Cho nên là phải vào phổ biến cho anh Dùng trực tiếp. Phổ biến trực tiếp một lần để anh Dùng anh nhớ là sau cứ thế anh làm thôi. Chứ cứ mỗi lần nếu mà cái gì mà chưa hiểu mà chạy từ đây về nhà thì cũng chết mà. Về nhà chưa chắc gì là gặp được anh em mình. Bởi vì còn việc khác. Anh em mình đi suốt. À, đây trong ngày mạng biết có đơn giản không? Gọi thường còn không gọi được ấy. Đúng rồi. Không có sóng. Mà chạy vào trong tháng trài thì lại có chập chờn. Bây giờ. Đây đinh với ấy đây. Đinh búa với cưa ấy em mua. Có cái kim. Ừ. Cái này là đây. Se você depois ponta tudo. Materia, sarote, mantelo, alicate, quanto bari, quanto gamela. Tem que ponta. Não pode perder. Yeah. Thiếu cái gì thì anh cứ hỏi anh này nhá. Vật liệu vật đồ là anh này, anh trong này block là xi măng hay là anh này anh biết hết. Dây ấy là có hết. Đây các thứ là đồ là để anh này. Này. Vâng. À, để em cầm về cái ống nước. À, anh có máy bắn nhỉ? Anh sẽ anh cầm máy bắn vào vòng đấy rồi. Máy bắn laser. Vâng. Mấy anh nạp điện các thứ đầy đủ anh mang vào đấy sáng nhưng mà dạ. Mai cầm đi. Umenta đi á? Hôm nay tôi sẽ mai đến nhé. Là cái lý do đến. Sao 20? Anh có tính quan tuổi 20? Ai giờ nó tên mấy? U đến đến sau cái lý do gì? Bạn sẽ con truy on no. Aquele quando coso anda tem saco. Sim, tinha saco mesmo. O saco é acabando. De saco. Quando eu tava aqui, você já construiu aqui. Sim, isso é bom. Quando eu tava aqui, você anda já construiu esse. Sim. Agora aqui para daqui. Mà sẽ đến xa cũ không hết được đâu. 10 bao các anh xây kiểu gì xây có 3 cái tường khúc này mà không hết được đâu. Được. Nào. Sim, vai acabar esse aqui. Só restava 2 sacos. Mais de saco é são quanto? 12 sacos. Não. Você nunca mandou mais saco. Ô, hôm trước anh Linh lấy xi măng vào đâu được anh? Hôm mình đi luôn đa là Linh lấy xi măng vào đây mà. Linh bảo Linh lấy xi măng vào đây mà. Chúng ta set. Tempo eu vai Luanda, Linh, trazer aqui de saco. Linh.
Linh nung cả trôi. No, eso coi giải block. Còn đây còn mấy bạn? Đây mới có cái gạch sao? Một... Gạch là anh đưa vào. Gạch vào thấy còn một tí. Còn một tí đang xây dở. Đây còn bao đây á? Không, em mới sáng mới trở vào thêm. Nhưng mà bởi vì Linh bảo hôm anh đi luôn đá thì em có đưa xi măng vào. Nhưng mà chắc Linh chỉ gọi ngoài mấy anh ngoài bán xi măng, chắc mấy anh chưa chở. Aramic metek for đốt cái lối gạch. For tú đốt đi đây tụi. For. Đây giờ cho xây tường tường sau trước anh. Ừ, xây sao chứ? Vâng. Nhưng mà có đồng một bộ giáo. Vâng, tí nữa lái xe chở vào. Ừ. Vâng. Thế để cho nó bắt một bộ giáo xong lấy ván ở kia là ván dài đấy là hai bộ là một vâng. Bộ đây này. Một bộ đây. Mình bắc hai bộ xong mình ván đấy. Ván mình bắc thêm một khúc tầm 3-4 mét nữa. Thế đấy. Giáo này hơi thấp. Giáo thấp. Tí nữa phải chờ ván giáo cao. Giáo thấp khó làm lắm. Hay là cứ ấy không, tí nữa mình chờ cho bắc. Vâng. Giáo này hơi thấp. Giáo này chỉ để xây thôi. Aki, thank you, tira, tu lưu. Sisi ke komu. Sisi ai. Su to tayu. Si. Đây, ok các bạn. Hôm nay mình vào để nói qua cho anh Dùng hiểu để anh Dùng ngày mai anh Dùng anh tiến hành. Đấy, thì giờ xây thêm một lối gạch nữa để cho nó cao cái mặt cửa với mặt cửa sổ lên để bởi vì sao còn đôn cái nền này lên cao các bạn để đỡ khỏi nước vào đấy cho nên giờ phải xây thêm một lối gạch nữa một hàng gạch nữa thì ngày mai ngày kia đó anh Dũng làm thì tiến đồ công việc đến đâu thì mình sẽ thông tin tiếp với các bạn theo dõi nhá. Ốm quá vẫn chưa lành chưa khỏi hẳn chú ơi sốt rét này. Đây để cho các anh xây anh nhỉ. Okay. Anh em mình đi vào trong trang trại thì anh em mình chạy vào trong trang trại tí để có việc xong đấy đấy. Xong tiện okay. Em mang bộ giáo. Vào đấy mình chở giáo về luôn. Ừ. Ok, chào các bạn nhé. Chào các bạn nhé. Gặp lại các bạn video lần sau của nhà Tuấn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé.